Chào mừng khán giả đang đến với chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Đây là ngôi nhà của những người trẻ trung xinh đẹp. Đấy là việc của 30 năm trước và 30 năm sau. Bây giờ tôi đã 70 tuổi. Chúng tôi muốn giới thiệu tổ hưu trí của chúng tôi, câu lạc bộ những người cao tuổi của chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Các cụ già rồi thì thấy thế nào? Già thấy thế nào? Rồi, lúc nào cũng hả thôi là được rồi. Thôi, trẻ lại đi. Chúng tôi nói về chủ đề mà khi chúng ta không còn trẻ nữa. Và sau đây thì gia đình chúng tôi sẽ cùng chào đón một vị khách mời đặc biệt, đó là ca sĩ Phương Vi. Thực ra tuổi già có đáng sợ không? 50 năm sao? The world rất là tù vĩ. Em chỉ ước sống đến tầm 50 tuổi cùng thôi. Có nhiều nước thì cái mô hình là nhà dưỡng lão rất phát triển. Các cụ đến một cái tuổi nào đấy, hay là khi con cái nó đi hết các nơi rồi, nó cũng không thèm quay về, thì đến cái tuổi đấy các cụ vào trại dưỡng lão vân vân. Người ta đã già rồi, người ta không tế tự trong bản thân. Thì lúc đó là thời gian mình phải bắt đầu trả ơn cho bố mẹ. Từ tuổi số 0 cho đến tuổi số 18 là mình không nợ bố mẹ gì cả. Đừng có mãi ép buộc con, đấy không phải là trả lại. Cái này bắt buộc 100%. Không. Bắt buộc 100%. Sao mọi người ích kỷ thế nhỉ? Khác luật. Luật pháp là do con người chúng ta tạo ra. Chưa chắc là bố mẹ cũng thích điều đó. Và hôm nay chương trình cũng có một vị khách đặc biệt, chính là một người thuộc tầng lớp phụ huynh của chúng ta. Mời bác ra sân khấu. Khi mà mình sanh con ra, mình lúc nào cũng muốn cho con mình nó được hạnh phúc, lúc nào cũng muốn đùm bọc cho nó từ nhỏ tới lớn, cho tới lúc nó trưởng thành rồi á, thì bắt đầu mình mới lo đến cái chuyện không biết lấy người chồng này có được hạnh phúc hay không. Mà lỡ không có hạnh phúc thì mình sẽ làm gì? Rất là tình cảm. Tình cảm quá đi. Khi nhìn cô này thấy giống như mẹ của em. Xin lỗi cô. Lần đầu tiên gặp cô mà em khóc như vậy. Con xem Nhập Gia Tùy Tục lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.